Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup nhận năm token sen nha các bạn. Token sen này đã list trên CoinMarketCap và đã list rất là nhiều sàn giao dịch luôn các bạn, như là sàn Uniswap, Bitmax, MFC, Gator, sàn Hu, sàn PancakeSwap nha các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở cái link Telegram bot của mình ra, các bạn search cái bot nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bấm start nè. Sau khi bấm start các bạn vào đây lướt captcha, các bạn nút chat nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục What is Send Currency các bạn. Rồi bạn bấm show này rớt. Vì trước kia tiền nó cũng bot header nên mình đã làm trước các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn show vào cái group nè. Đây coi có đứa cấp cha không các bạn. Rồi các bạn lướt cấp cha nha các bạn. Bằng 18. Để show vào group nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn show tiếp lên seller nè. Còn show sau các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter ra retweet, follow tờ Twitter account nè, like xem Facebook nè, subscribe BCCan. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow tờ Twitter nè, bạn chờ xíu nha bạn. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn tờ tweet lên nè, rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow, phải các bạn follow tờ Twitter nữa nè, theo dõi dự án nè các bạn. Rồi các bạn tìm cái bài sen nha bạn, cái bài của nó đó ta. Không có thì bạn bắt đắp luôn đi các bạn. Follow tờ Twitter account. Follow tờ Twitter account. Tiếp tục các bạn like fanpage Facebook nữa các bạn. Máy mình chạy rất là mượt các bạn. Rồi các bạn thích nha các bạn. Sau khi bấm thích các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn bấm vào mục submit đi tên nè. Rồi các bạn join vào kênh seller nó luôn nè. Rồi các bạn bấm nút chat. Tiếp tục các bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Đấy chat. Bấm vào mục submit đi tên lại các bạn ấy. Mình đã lỡ nhấp nhiều lần quá. Rồi các bạn bấm submit tên là mình khởi động bot các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. À, cộng anh 112. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi là username Facebook. Thì các bạn vào Facebook nè các bạn. Vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn chia sẻ dòng thời gian của mình nè các bạn. Copy nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Các bạn nên tạo cái username Facebook mình đi các bạn. Rồi bạn thêm mã cộng luôn đi các bạn. Tiếp tục thì username tờ Twitter nữa các bạn. À cộng MMO của anh. À cộng Win chứ. VNNH9 nữa các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Phong phan các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate của mình nè. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha các bạn. 19 đô. Rồi tiếp tục các bạn chờ lớn bot nè. Bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain mình vào đây nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm balance để check số cần kiếm được nè. Mình đã nhận được 5 token sen nè. Bấm vào cái form mình lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 5 token sen, đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.